Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ giải ăn là tàu đánh cá. Đem lên sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công vuông dạ và kéo cắt hồ sán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cắt dán sản phẩm. Ngày hôm nay mình sẽ dán chiếc thuyền. Và đầu tiên mình cần một chiếc vuốt dạ để tô những cái nét viền của chiếc thuyền. Mình bắt đầu làm. Mình đang tô phần sóng nước các bạn ạ. Phần này cần những đường nét thật là uốn éo. Tiếp theo mình tô phần trên thuyền. Mình sẽ được bỏ đi những cái đường nét nào đó không cần thiết. Rồi, ví dụ mình lược bỏ đi những hình ảnh này. Đã xong, mình sẽ tô đậm hơn cho hình ảnh. Tô đậm hiền cho những hình ảnh này, khiến cho hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy chiếc thuyền của chúng ta sẽ trở nên hơn. Xong rồi. Đến bước theo, chúng ta sẽ dùng kéo để cắt xén hình ảnh mà mình vừa mới tô đi. Bắt tay vào làm thôi. Cái đường nét thằng này, việc cắt xén khá là dễ dàng so với những hình cong lợn. Vâng, chúng ta xếp xong phần đầu thuyền rồi. Tiếp theo chính là đường nét uốn lượn. Việc này chúng ta cần sử dụng sự khéo léo để hoàn thành nó. Việc này khá là khó nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành sản phẩm đẹp nhất có thể. Thank you.
Vậy là mình đã cắt xong phần viền của chiếc thuyền. Tiếp theo chúng ta sẽ tô cho chiếc thuyền một ít màu sắc cho nó sinh động. Ở đây mình sẽ tô cho chiếc thân thuyền một màu vàng để làm cho chiếc thuyền trở nên đẹp đẽ hơn. Mình sẽ in chiếc thân tàu ra. Xong rồi. Tiếp theo mình sẽ tắt tắt cái phần in đi. Nó khá là dứt, rất là khó, mình sẽ cố gắng. Vậy là mình đã cắt xong phần thân thuyền. Tiếp theo ta nên ấn vào xem nó chưa vừa đoạn nào hoặc vừa đoạn nào. Nó cũng khá là vừa. Thì mình sẽ bắt đầu dán vào luôn. Dán thân tàu. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc tàu tàu này. Mình sẽ đặt tên cho nó là tàu đánh cá. Như vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay, hãy cho chúng mình một like và một lượt đăng ký kênh. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.